trước, mình đã đi du lịch ở Myanmar 2 tuần. Mình đã đi 3 nơi là Yangon, Paka và Hồ Inle. Đầu tiên, mình rất ngạc nhiên là ở Yangon không có xe máy. Tất cả mọi người đi xe hơi, không giống thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà cũng kẹt xe lắm. Ở Yangon, mình thích đi lang thang ở trung tâm. Nhà ở Yangon thấp và cũ, hoặc có kiến trúc thuộc địa. Các bạn phải đi Rangoon Tea House để uống trà và ăn các món ăn Myanmar nha. Mình nghĩ Yangon là một thành phố có cá tính. Ý của mình là khi bạn ở Yangon, bạn biết là bạn ở Yangon, chứ không phải một thành phố nào khác ở Đông Nam Á. Paka rất khác. Paka là thành phố cổ và yên tĩnh. Paka có khoảng 4.000 đền chùa. Ở Paka, mình thuê xe máy điện để đi thăm rất nhiều đền chùa. À, đây là mình và một con chó. Mình đã nghĩ nếu ở Sài Gòn mọi người cũng đi xe máy điện thì sẽ không ồn ào và không khí sẽ sạch hơn. Mỗi ngày khi chiều xuống, mình đều đi một chùa và ngồi lặng ở đó để ngắm hoàng hôn. Không có từ nào để diễn tả vẻ đẹp của hoàng hôn ở Paka. Rời Paka, mình đi Inle. Inle là một hồ lớn ở đông Myanmar. Ngày đầu tiên, mình thuê thuyền để đi tham quan cuộc sống xung quanh hồ. À, đây là mình và một con chó nữa. Điều thú vị nhất với mình là vườn nổi. Họ trồng cà chua ở trên hồ. Ngày thứ hai trời mưa, nhưng mình vẫn đạp xe đi thăm vườn nho và uống rượu vang. Với mình, đất nước Myanmar xinh đẹp và con người thân thiện. Trong chuyến đi này, mình cũng tìm hiểu nhiều về lịch sử và chính trị Myanmar. Hãy đi Myanmar đi các bạn!